Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bãi nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy câu cho mọi người xem lựa mua nhé. Đầu tiên là một con máy câu Daiwa. Con này thì size của nó thì đây như thế này. Nó là GS30 nhé. Daiwa GS30 đây. Ratio 4.7. Đấy, ngoại hình của nó ball bearing. Đấy. Khóa một chiều này, mở này, ok, này đây là bung cước này, đấy. Rồi. Đây là thả tay này, đấy. Nới cái này ra, này cái này có quay cũng không quay cối nhá, này là gọi cái gì rồi mình cũng không biết nè, đây. Ok, đây này là côn siết cho cứng cấu nhé, đây, ok mọi người, đây điều cước này, con này là chất liệu là carbon nhé, này nó có ghi thông số cước vậy đây, cái số 4 và 400 vào máy, máy cho máy cước số 4 vào 250 à, 250 mấy cước số 5 và 200 mấy cước số 6 vào 170 mấy. Đấy. Ok. Đây có số 1. Số 1 800. Máy này số 1 800 nha mọi người. Đấy. Ngoại hình. Số 2 là một con máy Daiwa. Đây. Daiwa. Team Damat 103P đây. Đây, chạy 5 ball bearing, mắt Ford V. Này. Khóa này. Nó khóa một chiều này. Đây. Ok, lấy cái này ra. Lấy cái này ra nó không ăn cối nữa nha mọi người. Đấy. Tay qua nhưng mà cối đứng nha. Xíu qua. Ok. Rồi, đây là côn của. Đấy. Con hai đào này. Đấy. Ok này. Rồi điều cước này. Ngoại hình con này còn rất là đẹp nha mọi người. Made in Japan này, made in Japan nhé. Đấy. Đây. Tay. Rồi, ai mà chuyên dùng máy nằm thì nhìn con máy là hiểu giá trị rồi nha. Đây, con này là đây, cái này là cái thông số của từng cái mã đây, mà con của mình hình như 103H à. Để coi thử. 103P. À. 103P là đây, thông số này là cái gì đây mình cũng không rõ này nhé. 613974. Đấy, thông số của nó. Rồi, con này con số 2. Số 2 800. Số 2 800 nha mọi người. Tiếp theo là một con máy tiếp tục là Daiwa dòng Cross Note nhé. Đây, Daiwa 150 Cross Note 5 ball bearing. Đây. Tính năng thì nó cũng tương tự con lúc nãy nhé. Này, này. Quay cấu đi theo thì nới ra nè.
ok, cấu không chạy nhé. Đây, giữ cấu lại, cấu không ăn vào. Xiết vào. Ok, điều cước này. Rồi, cái này là chỉnh côn hai đầu hay sao đó. Xiết vào. Ok. Ok nha mọi người. Đây này, có cái thắng này nữa này. À cái kia lúc nãy mình quay chưa thử. Thử à, nói con ra. Đây nha mọi người. Đấy, để là lúc mình quăng mồi á, quăng mồi đây. Ok. Con này made in Korea nha mọi người. Korea xuất Nhật nhé. Korea xuất Nhật. Đấy. Con này con số 3. Số 3 900. Đây. Con này lúc nãy mình chưa thử thắng này. Đây, lúc nãy mình chưa thử thắng nhé. Con này. Thử nút bùng cước này này. Đấy, ok. Tiếp theo là một con máy tròn Tika Cayman. Nha. Làm nhôm nha mọi người. Đây. Đấy. Kim loại 6 ball bearing này. Đấy. Côn carbon, này côn carbon. Máy này tay trái nha mọi người, tay trái. Đấy. Côn của nó ở đây. Còn nới đây nha. Cấu không chạy này, xiết qua. Ok, ok. Đây là bung cước này. Đấy. Đấy. Ngoại hình. Đấy. Côn thì để xiết côn thôi. Đấy. Đấy. Tài nặng lắm. Ok. Đấy, lấy con ra. Ok nha mọi người. Qua tay trái không quen hay không thuận. Đây. Radio 5.2 này. Đây là số 4. Số 4. 1 triệu tư nha mọi người. Số 4 1 triệu tư. Đấy. Tay trái nhá. Tiếp tục số 5. Số 5 là một con máy, máy này của Shimano hay Daiwa, Daiwa. Máy Daiwa nha mọi người. Ratio 6.1 này, rất là cao. Ratio 6.1 nhé. Đấy. Dòng TI 1 2. Đây. Daiwa Power chứ. Đấy. Tim. Nở cái này ra. Ok. Tính năng của nó thì mình biết như thế chứ còn mình không biết gọi cái tính năng này là cái gì nha mọi người. Đấy. Không biết ai biết cái tính năng này thì có thể comment nói cho mình biết là cái tính năng này là gọi là cái gì cho mình nhé. Đây là bung cước này. Đó. Bung cước khi nhả phóng màu ra. Đây là côn này. Đó.
cái côn đây. Bên này cũng là ép côn mình đó. Đấy. Đây. Ngoại hình máy in da băng nha mọi người, con này của da băng luôn đó. Đây là cái giắc cước, đây là cái điều cước này. Ok chưa? Rồi, on off là cái gì đây? À, on off. On off này là để giữ on này là lúc mình nhấn cái này vào này, mình thả ra là nó bung tự động bung lên luôn. Nó khóa lại luôn. Còn lại mình để qua phần off này là nhấn xuống là giữ luôn nha mọi người. Đấy, như thế thôi. Ok. Có một chiều này. À cái này á, cái tay của nó bị tróc cái miếng su rồi nha mọi người. Tay của nó bị tróc miếng su rồi. Nó vẫn còn nhựa đây, ok, chỉ có tróc miếng su thôi, không ảnh hưởng gì cả. Đây. Này con số 5. Số 5, 700. Số 6 là một con Bassot 309. Đấy. Bassot 309 này. Con này thì tính nó năng cũng tương tự như mấy con lúc nãy thôi. Côn kết rồi đây. Này. Này. Khóa này, thấy chưa? Đấy, bung cước này. Đấy. Siết côn này. Này, bên này nữa, siết vào. Lại nhất vào. Đấy. Ok không rồi. Thường siết vào để làm đái không chạy nổi luôn. Rồi, nhả ra. Ok. Này, khóa một chiều này. Nới cái này. Nới là quá rồi. Này nó chưa nhả cái chế độ mà quay tay mà không quay cối, không rõ nữa, người phải coi thử nhé. Đấy, hình của nó đây, made in Korea, xuất Nhật nhé. Rồi con này con số số 6 này mình bán 400. Đấy, như mình test trên đấy. Sina. Số 7 là một con máy Suzumi. Suzumi nha mọi người. Đây. Đây. Con này thì Korea xuất Nhật rồi. Korea xuất Nhật nhé. Ok. Đấy. Bông này. Cái này là cũng như chế độ bên kia. Đây. Chập xuống là thả tự nhả lên này. Qua này. À. Ok, côn. Cái này ra thì mọi người cái côn chặt thì mọi người về
xét của nem thôi nhé. Đây, còn cái tính năng này mình không biết là nó tác dụng gì nữa đây. Đây, quay thì có thể tay quay được, nhưng mà cái này là trơn luôn này. Đấy, xả cái này ra gì để lúc cá ăn nó ăn côn hay sao ấy. Đúng rồi, xiết vào. Cái này giống như kiểu chế độ khóa một chiều và mở luôn cả hai chiều cho nó chạy á mọi người. Đấy, ok. Đấy, điều cước chạy đây. Ok nha mọi người. Này con số số 7. Số 7. 350. Số 7 350k nha mọi người. Số 8 là một con Shimano Bantam Grade 5. Này, khóa một chiều này. Ok, tính năng qua nhả luôn hai chiều, nhả luôn. Ok, không qua gấu nhé. Này, rồi xiết vào. Côn này, nắp đại. À, nắp này chỉ để mở cái nắp bên này thôi. Okay. Chiếc này là này, còn khá là nặng nhé. Mấy đây? 10. Đây này, ném cước này, ném màu này. Ok, đấy, tính năng của nó như thế nha mọi người. Cái này mà dùng đến loại mấy cái máy cao nên là hiểu rõ còn hơn cả mình đó. Chẳng qua mình giới thiệu mình chạy qua cho mọi người thấy những cái tính năng đấy nó vẫn còn thôi. Made in Shimano, made in Malaysia nha mọi người, xuất nhập. Con này con số 8. Số 8, 400. Số 9 là một con máy Daiwa Zucker GX10. Đấy, à, rồi khóa một chiều này. Đấy, rồi tính năng này giống như cái thắng này, lấy màu này. Đấy ha. Ok, còn đây là côn hay chất liệu bằng carbon nha mọi người. Này tháo ra. Này là không kêu này. Đấy.
xiết qua nó vẫn hơi mềm mềm cho mọi người. Đấy. Đây. Xiết qua vẫn hơi mềm mềm, không biết sao, mọi người về coi thử. Mình cũng chưa hiểu rõ cái tính năng này lắm. Cái kinh micro control. Còn cái này một cái kêu nhẹ nhẹ, một cái kêu nặng nặng mà sao đấy không biết, kêu ăn khá là to. Đấy. Gino Zucker. Đây mọi người. Đây. Mình chỉ thử qua tính năng như thế này cho mọi người thôi, còn ai mà biết dùng mấy cái này thì chắc còn xịn xò hơn cả mình đó. Đấy. Không am hiểu lắm về cái thứ này. Rồi, mình chỉ thử đến như thế thôi nha mọi người. Đây là cái số 9. Số 9. Máy số 9, máy in da băng nhé. Đấy. Đây qua, máy in da băng. Số 9 280.000. Số 10 là một con Shimano Titanus Special. Này. Cũng có chế độ control đi. Đấy, khóa một chiều này. Đây là ném màu này. Rồi. Ném màu này. À, chế độ này là chế độ ăn này. Ok. Xịt côn vô này. Đấy. Ok. Nới ra. Đấy. Này thì nhỏ nhỏ như thế này. Chỗ này không biết có cái tem cái gì chỗ này không, hay cái miếng kim loại gì chỗ này, như mắt ra. Thấy còn cái dấu keo này. Đấy. Còn vít chỗ này không biết có đúng vị trí không mà nằm thấy là lạ. Đấy. Vít chỗ này không biết có đúng vị trí không mà nhìn thấy là lạ nha mọi người. Sao không vít chỗ đấy ta. Rồi. Như thế đi. Nguyên văn là như thế. Đây. Special 1000 Titanus. Đây. Cước này. Số 4 75m. Số 3 100m. Và số 2 150m. Rồi. Cái này con này số 10. Số 10. Số 10 250.000. Số 10 250.000 nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code cho mọi người. Và mình luôn nhắc đi nhắc lại là hàng mình gửi đi thì tới nơi mọi người được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận rồi với thanh toán nhé. Thì mọi người hãy kiểm tra xem thử nó có bị sai sót gì so với nem video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển. Đấy, có gì thì điện báo bên mình ngay để đôi bên cùng phối hợp giải quyết nhé. Còn lại là mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi cứ nhận bừa xong rồi mới báo mình bị này bị kia đâu. Nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.